Thưa quý vị và các bạn, ngày mai Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990. Chuyến thăm lần này của ông Herman Van Rompuy là nhằm thể hiện sự coi trọng vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong việc hợp tác để đương đầu với các thách thức toàn cầu và khu vực, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Bruxelles, Bỉ sẽ điểm lại các sự kiện mới nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cuối tháng 6 vừa rồi, một ngày trước khi Việt Nam và Liên minh châu Âu ký hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện. Hiệp định mới thay thế cho văn bản ký năm 1995, bao gồm những thay đổi cơ bản trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Việt Nam phát triển nhanh, có nhiều tiến bộ rất quan trọng. Tôi cho là kinh tế Việt Nam và kinh tế châu Âu có thể phối hợp và bổ sung cho nhau rất nhiều. Có nhiều khả năng hợp tác giữa hai bên trong đào tạo, phát triển công nghiệp, kỹ nghệ, trong sản xuất năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả. Châu Âu có những doanh nghiệp mạnh trong những lĩnh vực này và có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì của Việt Nam. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 25 tỷ đô la Mỹ. Vào đầu tháng này tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên liên quan đến một hiệp định thương mại tự do. Nous allons lancer le travail sur un accord de libre-échange. Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam sẽ góp phần đẩy nhanh quan hệ thương mại, đem lại lợi ích cho cả người dân Việt Nam và người dân châu Âu. Nội dung không chỉ liên quan đến việc gỡ bỏ các hàng rào thuế quan, mà còn là gỡ bỏ những cản trở phi thuế quan nữa, để đảm bảo thực sự có một quan hệ thương mại có lợi cho cả hai bên. Từ lúc Việt Nam và Liên minh châu Âu ký hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện đến nay chưa được nửa năm, thế nhưng rất nhiều phần việc đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực hợp tác mới. Việt Nam đã cử một đoàn liên ngành sang làm việc với lại các cơ quan có liên quan của Liên minh châu Âu về rất nhiều lĩnh vực, mà đây là một điểm mới trong hợp tác giữa Việt Nam và EU. Cụ thể là lĩnh vực như chống khủng bố, lĩnh vực như là an ninh, lĩnh vực là quốc phòng và kể cả lĩnh vực xử lý khủng hoảng. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông Herman Van Rompuy là lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh châu Âu, người đứng đầu lãnh đạo 27 quốc gia thành viên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Van Rompuy tại một quốc gia Đông Nam châu Á. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Liên minh châu Âu.